Thông tin chúng tôi vừa thực hiện. Thưa quý vị, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn kiểm tra về phòng chống dịch Covid-19 đã đến trang trại trồng rau sạch, an toàn và tổng kho chứa hàng hóa của Bách Hóa Xanh trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Cùng tham gia đoàn có ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đến kiểm tra chuỗi trồng rau an toàn trong nhà màng của công ty trách nhiệm hữu hạn 4K Farm tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ. Đơn vị này kết hợp với các hộ nông dân trồng 20 ha rau với 200 nhà màng tại các địa phương trong tỉnh. Riêng tại thị xã Phú Mỹ có 10 ha, 100 nhà màng. Mỗi ngày, doanh nghiệp này cung cấp khoảng 13 tấn rau ăn lá các loại cho hệ thống 58 cửa hàng Bách Hóa Xanh toàn tỉnh. Đoàn cũng đã đến kiểm tra tổng kho Bách Hóa Xanh rộng 10.000 m2 tại xã Túc Tiên, chứa hàng nhu yếu phẩm, hóa mỹ phẩm, cung cấp cho 77 siêu thị Bách Hóa Xanh của Bà Rịa Vũng Tàu và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Qua kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Thọ đánh giá cao nguồn cung lương thực, thực phẩm dồi dào của các doanh nghiệp. Trước đây tôi cũng lo lắng nhưng mà qua kiểm tra tôi nghĩ là bà con hết sức là an tâm. Hàng hóa thì luôn luôn đảm bảo để phục vụ nhân dân, dù bất cứ tình huống nào. Giá cả thì tỉnh luôn luôn kiểm soát chặt chẽ giá cả. Đối với cái Bách Hóa Xanh cũng là luôn luôn cam kết với tỉnh trong việc thực hiện giá. Bà con nên là mua đúng hàng, đúng nơi quy định. Đừng có quá lo lắng, dẫn đến là đi mua những nơi không đúng rồi người ta lợi dụng là thấy đông quá rồi người ta nâng ép giá vân vân để tạo cái giá nó không phù hợp. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị người dân không hoang mang lo lắng trước những thông tin sai lệch về thiếu hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu và hãy bình tĩnh, chung sức đồng lòng cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh.